Để cho con hỏi là đối với những ý nguyện muốn được xuất gia tu hành mới nhen nhóm trong tâm thì làm sao để nuôi dưỡng những ý nguyện đó lớn mạnh hơn và trở thành hiện thực ừ, trong cái thập độ tức là mười ba la mật nó có một cái là cái nét parami tức là cái xuất gia ba la mật cái xuất gia ba-la-mật này đó, theo một vài vị giải thích đó, theo một vài vị giải thích và một vài vị tự thân chứng nghiệm đó, thì nó có một giai đoạn của cuộc đời mà mình không muốn làm một người cư sĩ nữa mình không ở nhà được nữa mình muốn bỏ đi để mà mình đi xuất gia nó thôi thúc nó thiêu đốt Uh, nhưng mà thì nhiều vị giải thích đó, nó là cái quả của việc xuất gia ba la mật tới chỗ giống như ngày xưa thái tử tất đặt đa khi cái quả của việc xuất gia ba la mật chỗ mặc dù mặc dù ngài chỉ cần ngày ở lại ngài ở lại thêm 7 ngày thôi ngài ở lại thêm 7 ngày thôi thì ngài hoàn toàn có thể tránh đi tránh đi một phần lớn cái nghiệp là mất 6 năm khổ hạnh rừng già tức là ví dụ như ngài chỉ cần ngày ở lại nha ngài chỉ cần ngày trì hoãn lại cái việc xuất gia đó là ngài không cần phải hành khổ hạnh 6 năm mà ngài có thể ngài chỉ cần hành khổ hạnh 7 ngày thôi ví dụ như vậy nhưng mà ngài vẫn xuất gia bởi vì cái quả của cái ba la mật ấy, nó xuất gia ba la mật nó chỗ mà ở trong chú giải À, và ở trong Milinda Panha cũng có nói khi cái quả nó chỗ đối với ngài nó mãnh liệt đến mức mà giả sử như cả cái thế giới này nó vỡ vụn ra thì cũng không ngăn cản được ngài xuất gia. Còn đối với một số phàm phu thì do cái quả nó yếu quá, cái quả xuất gia ba la mật nó yếu quá. Cho nên ý, mình đôi khi mình có cái lòng mình xuất hiện mình có cái lòng mình xuất gia nhưng mà nó không đủ để mình quyết định và nó dần dần nó nó bị lui sụp nó bị chết đi à, giống như khi rồi à, được khi mà mình làm cái Phước nào đó khi mình làm cái phước nào đó mình nguyện là đời sau con có cơ hội con xuất gia nhưng mà quý vị có bao giờ nghĩ cái chuyện là chính vì đời trước mình cũng y chang như vậy nè y chang như vậy mình nguyện đời sau con có cơ hội con quyết tâm con xuất gia nhưng mà do cái cái xuất gia bao lâu mực mình không đủ cho nên đời này mình cái quả nó chỗ nha mình có cái lòng mình xuất gia mình có lòng xuất gia nó thôi thúc mình nó thôi thúc mình mình không muốn ở lại nữa mình không muốn sống đời sống cư sĩ mình muốn bỏ mình đi mình muốn xuất gia nhưng mà nó không đủ nó không đủ để mình bứt ra rồi sau đó mình vẫn tiếp tục mình sống đời sống cư sĩ cái quả nó hết rồi cái quả nó lụi rồi thành ra là qua rồi thì thôi giống như cái trái nó chín mà mình không ăn thì nó nó thối rồi thì thôi mà sau này mình rất khó để mình lại có cơ hội mình xuất gia bởi vì thường cái quả nó chỗ một lần thôi chứ đâu có phải chỗ hoài đâu có ai mà nguyện cái kiểu mong cho đời sau con xuất gia nếu xuất gia lần một không được thì con ráng con xuất gia lần hai xin thưa nó giống như người một cái người phụ nữ mà chính chuyên thì một chồng khi họ lấy chồng thì họ không bao giờ họ nghĩ là tôi sẽ lấy lần thứ hai tôi sẽ kết hôn lần thứ hai thì cái việc xuất gia cũng vậy yeah. mình nguyện mình nguyện xuất gia một lần thôi chứ đâu có nguyện là nếu lần một con xuất gia không được thì con xuất gia lần thứ hai đâu có chuyện đó cho nên cẩn thận uhm còn khi mà cái trong cái giai đoạn trong cái giai đoạn mà nó mình nếu mà trong trường hợp quý gì có nuôi dưỡng cái lòng xuất gia thì um, nó có một vài cái phương pháp ví dụ như tích cực làm phước ừ, tích cực làm phước và khi mình làm phước như vậy đó mình chia cái phước đó đến chư thiên và mình nguyện mình nguyện là cái phước này nè, nguyện cái phước này nó là nhân là duyên hỗ trợ cho con được xuất gia ngay trong đời này. Và chẳng những như vậy đó, chẳng những như vậy mà mình còn phải tích cực mình đi tìm cái nơi mà mình có thể xuất gia. Xin lấy ví dụ trường hợp của sư ha. Ờ, khi mà sư có cái lòng xuất gia đấy thì cái giai đoạn mà muốn xuất gia nó kéo dài nó, nó kéo dài khoảng hơn một năm và cho đến khi mà nó đỉnh điểm á, thì nó chỉ trong có vài ngày thôi ờ, nhưng mà trong cái giai đoạn mình bắt đầu ấp ủ ấp ủ cái lòng mà muốn xuất gia đó thì uh, sư đi làm phước ví dụ như là đi dân y cả thi ná này. rồi sư nhớ có lần á uh, có lần khi mà lên trên uh, thiền viện phước sơn khi ở trên đó uh, sau khi cúng dường y uh, hoan hỷ lắm hoan hỷ lắm rồi uh, có cái lời nguyện như thế này nè nếu như uh, mà con không xuất gia được cho con vì một cái lý do nào đó con chết ngay tại chỗ không đi ra khỏi được ngôi chùa này còn nếu như mà cái phước con có thể xuất gia đó thì con rất là hoan hỷ. tức là nếu như cái phước này nó không đủ nó chỗ để cho con xuất gia ngay trong cái đời này đó thì con thà con chết luôn tại chỗ này đi chứ con không có muốn đi không có muốn đi ra khỏi chùa ừ rồi trong suốt cái mùa dẫn y nó sẽ đi các chùa đi các chùa À, và hướng cái phước đó, đó hướng cái phước đó, đó để cho cái việc là xuất gia cho cái việc để xuất gia thôi và quý vị không ngờ một chuyện là khi mình hướng cái phước mình đến cái chỗ nào đó, là cái phước nó sẽ chỗ những cái tương tương ứng như vậy tức là trong cái khoảng thời gian đó sư gặp những con người hỗ trợ tức là họ giúp chỉ cho sư biết là nên học cái gì và nên gặp vị thầy nào nên gặp vị thầy nào nên đến những đâu nên đến những đâu mà có chánh pháp ừ. rồi chẳng những như vậy đó rồi sư lại tích cực sư đi các nơi đi những cái ngôi chùa đó để tham khảo để tìm và cho đến cuối cùng sau khi chuẩn bị hết thì đương nhiên là mình vẫn phải đi vẫn phải quyết tâm mình đi Chứ còn đương nhiên là trong cái giai đoạn đó đó là có nhiều thứ cản trở lắm, nhiều thứ cản trở lắm. Mà nếu như mà mình cứ sợ mất lòng người này, mình sợ mất lòng người kia hoặc là mình cứ lo ngại tới lui thì cái tâm xuất gia sẽ chết. Nó sẽ chết. Và mình chỉ còn có một nước là mình nguyện à con làm phước, làm sao cho đời sau á con được xuất gia nhưng mà tới hồi đời sau mình cũng y chang như vậy thôi. Cũng y chang như vậy Tức là cũng muốn xuất gia Nhưng mà nó cản trở này nọ kia Đủ thứ trên trời với đất hết trơn Cho nên là lại tiếp tục không xuất gia được Rồi, rồi lại nguyện Nha